Mỉm Trần Đức Anh hé lộ mối quan hệ sau Người Ấy Là Ai chính thức giữ lời hứa hẹn hò. Gây tiếc nuối vì trao nhầm hoa cho nam chính đã có chủ, Mỉm Trần may mắn được cực phẩm độc thân Đức Anh hứa hẹn sau chương trình. Dù đúng là nói của mình, Mỉm Trần và Đức Anh đã hẹn đi chơi cùng nhau. Sau tập 5 Người Ấy Là Ai, Mỉm Trần gây tiếc nuối khi trao nhầm hoa cho chàng trai màu đỏ Hải Khương. Trước đó, nữ chính đã bỏ lỡ hai cực phẩm màu xanh Đức Anh và Đức Hiếu. Trong phần lộ diện của mình, dù tiếc nuối không được trao hoa, nhưng Đức Anh khẳng định sẽ chờ đợi Mỉm Trần nếu nữ chính có chọn sai người. Đức Anh nói, nếu em có chọn nhầm thì hãy nhớ anh vẫn luôn ở đây chờ em. Đúng như lời hứa, sau chương trình, Mỉm Trần và Đức Anh đã hẹn gặp mặt và đi chơi cùng nhau. Trong buổi tối hẹn hò, cả hai không ngần ngại đăng tải hình ảnh và được khen đẹp đôi khi bên nhau. Không chỉ hẹn hò đi ăn, cả hai cũng thường xuyên tương tác thả thính nhau trên mạng xã hội. Thậm chí Đức Anh còn gọi Mỉm Trần là My Angel, thiên thần của tôi. Đáp lại, Mỉm Trần lo lắng cho sức khỏe của Đức Anh khi anh thức khuya dậy sớm. Còn Đức Anh cho biết vì buồn nên không ngủ được. Qua cách đối đáp của Mỉm Trần và Đức Anh có thể thấy, cả hai đang có mối quan hệ khá thân thiết sau chương trình. Dù đã trao nhầm hoa nhưng Mỉm Trần và Đức Anh vẫn duy trì việc trò chuyện và hẹn hò gặp mặt ngoài đời. Cộng đồng mạng hiện đang vô cùng xôn xao và hy vọng cả hai sẽ trở thành cặp đôi mới của showbiz Việt. Trước đó, chia sẻ lý do tham gia Người Ấy Là Ai, Đức Anh nói, là một người làm nghệ thuật nhưng em cảm thấy mình rất cô đơn khi sống chỉ có công việc. Em muốn tham gia chương trình vì biết đâu tìm được những người bạn mới giúp em đỡ cô đơn hơn. Tại chương trình, Đức Anh cũng nhắn nhủ Mỉm Trần, anh tin rằng trên thế giới này ai sinh ra cũng đều thuộc về một người. Nếu không phải anh, sau này cũng sẽ có một người khác làm em hạnh phúc, nhưng anh sẽ rất tiếc. Về phần Mỉm Trần, người đẹp chuyển giới cũng tâm sự khá dài trên trang cá nhân về cái kết. Tại Người Ấy Là Ai, mỹ nhân chuyển giới viết, dù nàng tiên cá lên bờ để tìm hoàng tử không thành, nhưng cái kết như vậy đã quá hạnh phúc đối với Mỉm. Ít ra Mỉm đã khiến cho bố mẹ hiểu và thương mình nhiều hơn. Đặc biệt, Mỉm đã có thể dùng hình ảnh tiếng nói này để truyền đến những bạn trong cộng đồng rằng hãy cứ quyết tâm mạnh mẽ và quan trọng là lòng yêu thương, vì yêu thương sẽ là phép màu hóa giải mọi lời nguyền, giúp bạn được tỏa sáng là chính mình. Hãy tự vẽ nên câu chuyện cổ tích của đời mình. Có vẽ sai thì mình tẩy đi vẽ lại, không sao cả. Năng lượng tích cực sẽ thu hút mọi điều tích cực từ vũ trụ, cô nàng viết. Mỉm Trần được công chúng biết tới thời gian qua sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới 2023 của Hương Giang. Dù không đạt được vị trí cao, thế nhưng tên tuổi Mỉm Trần đã nhanh chóng tạo nên sức hút đình đám. Từ đầu chương trình cho đến khi kết thúc, chia sẻ về câu chuyện của mình, Mỉm Trần cho biết cô từ bé đã có tính cách nhẹ nhàng, thích chơi búp bê và luôn cảm nhận mình là con gái. Tuy nhiên, Mỉm Trần không giấu giếm tâm sự. Trong quá khứ, mẹ lo cho mình vì sợ con sẽ bị thiệt thòi, sợ xã hội sẽ không chấp nhận con. Mẹ ngăn cấm mình nhiều thứ lắm, mẹ không cho mình suy nghĩ mình là con gái luôn. Mỉm Trần tìm hiểu sâu hơn về cộng đồng chuyển giới, từ khi lên cấp 3 bắt đầu sử dụng hormone để nữ tính hơn. Năm 2022, người đẹp quyết định sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Người đẹp sở hữu vóc dáng chuẩn từng cm và gương mặt xinh như búp bê. Chính điều này khiến cho nhiều người không biết cô là người chuyển giới. Trong chuyện tình cảm, Mỉm Trần tiết lộ cô từng quen một trans guy, người chuyển giới từ nữ sang nam. Cả hai quen nhau trên một ứng dụng giao lưu trực tuyến. Khi đó cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là tình bạn, hai người chỉ nói chuyện với nhau như bạn bè và cô cũng không biết rằng bạn là người chuyển giới. Sau khi nhận được sự quan tâm, Mỉm Trần đã phải lòng và quyết định tìm hiểu. Người yêu của cô khi đó là một du học sinh Mỹ và hứa sẽ về Việt Nam thăm cô. Nhưng đến ngày bạn ấy trở về thì cô lại không thể liên lạc được. Sau đó cô mới biết rằng bố mẹ của người yêu đã cấm bạn ấy gặp mình. Dù yêu nhau 2 năm nhưng cả hai chưa từng gặp gỡ nhau bên ngoài. Cô cũng cho biết bản thân cô đã từng có nhiều mối tình khác nhưng không mấy sâu đậm vì không thành thật với họ.